Phải mày không? Phải không? Phải không? Phải. Tại sao? Tao hỏi mày tại sao? Tao không biết. Tại sao mày không biết? Giải thích đi. Hả? Tại sao mày cướp ghế tao? Tại sao? Rõ ràng là mày đen hơn tao, tại sao mày cướp được con ghế tao hả? Trong khi nó thích vàng. Ai mà biết cái gu của nó. Biết đâu nó hết thích vàng, nó thích đen rồi sao? Mày im. Tao nói mày nghe. Thì mày nói đi tao nghe nè. Ê mày kênh với tao đó hả? Nó kênh với tôi kìa bà con, thấy ghét không? Bà con có thấy mặt tao đâu mà biết tao kênh hay không kênh. Mặt chó mày kênh thì có. Ê mày chửi em mặt chó hả? Tao chửi mày á. Ê xúc phạm nghe, tao là con gì mà mày chửi tao mặt chó hả? Tao con gì? Thì mày là mèo. Vậy sao mày chửi tao mặt chó? Mày chửi lại đi nghe. Chửi lại coi. Đồ mặt chó. Lại nữa. Tao là mèo. Là mèo. Ừ thì mày là mèo. Vậy sao mày chửi tao mặt chó? Tao không biết. Ủa kì vậy hả? Tao là mèo mà. Mà tại sao mày lại chửi tao là chó hả? Chửi lại coi. Cái đồ mặt. Mặt gì? Mặt. Mặt gì hả? Nói chạy đúng nha. Thôi thôi tao tát mẹ. Nói. Đồ mặt. Mặt gì hả? Nói đúng nha. Mặt. Nói lẹ lên. Ờ thì mày là đồ mặt. Mặt gì? Thằng quỷ này. Thì đồ mặt. Gì? Thì mày là đồ mặt. Mặt gì? Ê mướp mày làm gì mày ăn hiếp con mung dữ vậy mướp? Nó chửi tôi mặt chó. Mà trong khi tôi là mèo mà. Thì đúng rồi mày là mèo có gì sai đâu. Mà nó chửi tôi mặt chó. Ủa kì vậy? Có phải nó chọc điên tôi không? Không nhưng mà ba nhìn kỹ cái mặt mày cũng giống. Giống mặt gì? Giống tới ông nữa rồi đó. Thì nói coi. Nói gì? Hả? Tao mặt gì? Hả? Thôi bây giờ tao nói thiệt mày đừng có giận tao nha. Không có giận. Nói cho đàng hoàng nha. Mặt gì? Hứa đó nha. Hứa. Ờ. Nói. Thì tao mặt gì? Nói cho đàng hoàng nha. Mày mặt cứt. Đúng rồi. Tao rất thích.